Bây giờ là đang là gần 12 giờ trưa và mình đang rất là enjoy lang thang ở bên một cái hồ ở Eco Park ạ. Mình từ lâu đã muốn làm một cái video clip chia sẻ với các bạn là gần đây ấy, đi dạo quanh các cái hồ thì mình thấy nhìn thấy rất là nhiều người câu cá. Và mình cũng biết rằng là nhiều khi ấy, các anh đi câu như này chỉ là kiếm cái cớ thôi để có thể là ngồi một mình thư giãn giữa thiên nhiên, có thể không suy nghĩ gì hoặc là cũng có thể là ủ mưu để làm một cái việc gì đấy. Và mình hôm nay đã phải rất là rón rén lại gần và trình bày với một anh rằng là cho em có thể làm phiền anh một chút được không. Mà thật sự là mình rất là may mắn anh đã đồng ý. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn cái quang cảnh của bên hồ. Xa xa thì các bạn sẽ nhìn thấy các cái biệt thự đảo của Eco Park ạ. Nếu như mà các bạn quan tâm đến mua các cái biệt thự này, các cái shop house này hoặc là các cái nhà chung cư ở Eco Park thì vui lòng liên hệ với mình nhá. Số điện thoại của mình là 0912532139 ạ. Còn vì sao mà mình thích ở Eco Park? Bởi vì là xanh và xanh ạ. Nhìn thấy đâu cũng thấy màu xanh của cây cỏ, của hoa lá rất là đẹp. Ngoài cái màu xanh của cây thì còn có cái màu xanh của mặt nước. Và cái diện tích mặt nước ở Eco Park rất là nhiều. Riêng về cây xanh thì Eco Park là 120 cây xanh trên một đầu người ạ. Và các bạn có thể thấy rất là thư thái và thích không? Cuộc sống enjoy là những lúc như thế này đây ạ. Giữa 12 giờ trưa rất là nắng nóng nhưng mà mình vẫn có thể tìm thấy một cái bóng cực kỳ râm mát ạ. Và ngồi chỗ này thì thả hồn quá là sướng luôn. Lại nói về chuyện đi câu ạ. Mình thì cũng thỉnh gọi là rất ít khi đi câu, nhưng mà tính của mình là nóng vội, không thể nào mà ngồi chờ đợi và kiên nhẫn như các anh này được. Nếu mà để cho mình chọn giữa câu và tát thì mình thích là thà mình hùng hục mình tát cả cái ao luôn, chứ còn mình không thích là ngồi dương cần như thế này. Và nữa là trước đây ấy, thì một số bạn bè người thân rủ đi câu thì mình hay làm các cái phép tính chi phí ấy. Có nghĩa là bao tiền một giờ câu này nhân với mồi mủng các thứ như nào, thời gian như nào. Và mình thì hay chọn phương án là khôi đã thế thì đi ra chợ mua cá, vừa chọn được chính xác con to con đấy mà nó lại không bị mất. Còn mình cũng không thích kiểu dạng như là kiểu dạng như bỏ tiền ra câu xong rồi cả về không câu được con nào. Nữa là có thể hôm nay mình ngồi đây thì mình cũng sẽ cảm nhận được cái hơn là không phải cái việc chi phí là một vấn đề, mà có thể là mình, nói chung là mình mua đi một cái không gian để mình có thể ngồi một mình thoải mái, suy nghĩ. Và sau cái khi làm xong cái video clip này thì mình nghĩ là trong con người mình, trong cái đầu mình có hơi một chút thay đổi rồi đấy ạ. Chắc hôm sau mình sẽ không mang cần ra đây, nhưng mà mình có thể, mình sẽ ra đây mình ngồi câu không cần ạ. Chào các bạn nha, chúc các bạn một ngày tốt lành ạ.